À, quý ông bà, cô bác và quý anh chị em ạ. Lần trước có dịp quay về ngôi làng cây gáo, bởi vì Khánh thấy phim dài cho nên Khánh lại tiếp tục mời quý vị xem phần 2. Ở ngôi làng cây gáo đây thì có một xóm của những người di dân Campuchia. Họ về đây và họ cũng sống ven hồ. Khu vực họ sinh sống thì Khánh nghĩ là có lẽ là khó khăn nhất ở trong khu vực làng cây gáo đây. Xóm di dân Campuchia thì có một số người họ vẫn làm nghề đánh cá, một số khác thì cũng đi làm thuê làm mướn, và Khánh nghĩ đây là khu vực khó khăn nhất ở ngôi làng cây gáo. Khánh mời quý vị mình cùng với Khánh đến thăm ngôi làng, tham quan xem ngôi làng như thế nào quý vị nhé. Đối diện với đường thẳng đá Trảng Bơm, cuối con đường này có mấy trăm mét là khu vực hồ Trị An. Ở đây cũng có ngôi làng của người đồng bào Campuchia ngày xưa, người ta về đây người ta ở quý vị. Và ở đây cũng có những người họ làm nghề đánh cá. Kính mời quý vị mình tham quan một chút ngôi làng đây nhé. Ở ngoài nhìn vậy, còn ở trong thì thực sự là có nhiều cái hẻm nhỏ, người ta ở cũng chật chội quý vị ạ. Đây, như cái hẻm này nhỏ lắm, bé thôi quý vị ạ. Đấy. Và nhà cửa ngoan nghèo ấy quý vị ạ. Nhìn chung thì những người ở bên Campuchia về thì họ cũng cứ hay sống theo ven hồ, những căn nhà ven hồ như vậy đấy. Và nghề đánh cá ở hồ Trị An đây thì có lẽ cũng không thể giàu được quý vị ạ. Cho nên là cuộc sống họ cứ đắp đổi qua ngày vậy thôi. Đây là ngôi làng nhỏ nhỏ, tí khánh cho một cái hẻm để quý vị mình xem nhé. Rất là nhỏ quý vị ạ. Và nước mùa nước dâng nước rượt thì rất là khó khăn đấy. Ở đây cũng có một cảng cát lớn quý vị này, bến nôm cũng có và ở đây cũng có đấy, cảng cát rất là lớn. Xin mời quý vị mình đi ra khu vực ven hồ ở đây nhé. Mùa này nước đang dâng lại, chứ còn mùa nước rút thì không biết là hồ nó sẽ dài xa tới đâu với con nước hồ. Đây, rất là có nhiều nước nhưng mà ngược lại cát cho nên nó không đến nỗi lầy, nó không có bị nhão quý vị, cát không. Đây quý vị xem này, mực nước rút xuống sâu lắm. Bên kia là khu vực đảo Ó Đông Trường luôn quý vị này. Khánh vừa quay ở ngoài khu vực bến cát ở ngoài ngôi làng cây gáo. Thì giờ Khánh mời quý vị mình thử vô tham quan một dòng hẻm ở trong này cây nhé, để thấy bà con ở đây còn ở nơi còn chật chội lắm quý vị ạ. Đây chẳng hạn như dòng này, dòng nhỏ nhỏ này, bà con ở bên sang nhé.
Chị, đường này có cụt không chị? Dạ. Đường này đi vào có bị cụt không? Không. Chạy được hả? Và... hết đường rồi đó. À, hết đường rồi à? Ờ. À, đang hỏi chị có bị cụt đường không đấy? À. Đường có đem cụt rồi. Vâng, và quằn xuống cuối, quằn ra. Đấy, quý vị ạ. Hết đường là bởi vì ra bến nước rồi. Vâng. Dạ. À, đây quý vị này, phía cuối này nước dâng, cái chỗ mà khu vực mà nước sẽ dâng lên đấy. Đây, à, còn con đường kẹo trái ra ra, ô, chị nói kẹo trái nhưng mà đâu phải đâu nhỉ, kẹt đường. Đây, trên thế này thì nước dâng. Đây, có chú chó đã ạ. Gái gái, con biết mấy giờ người ta đánh cá về không ạ? Khoảng 1 giờ á. À, 1 giờ mới về à? À vậy, à chị cảm ơn nha. Hai kia là lối ra bờ hồ thôi chứ đâu có đường khác nha. Ra bờ hồ xong rồi chạy dòng bờ. Ờ, không có đường đó đâu. À, vâng. Đi quay phim làng xóm vậy mà. Vâng. À, đi xuống bờ cá không quay chỗ đẹp nè. Vừa quay rồi, tính đi vòng vòng trong này tí mà con đường này nó thịt mà đi quay vòng vòng đúng không? Thì vâng. Đi quay vòng vòng tới chạy lên đường này lại. Được, à đường này thôi chứ. Ừ. Mà cái kia là ra bờ hồ rồi, còn vào ngôi làng có đường ngang qua làng đọc có, được. Có, ở đây nè, à. Mấy cái hẻm nhiều lắm. Vâng. Vô hẻm này tại vô nhà đó không à. Vâng. Đây mới xuống dưới kia mới quay. À vậy. Để xuống dưới kia. Vâng. Có một cái đường lên ở bên kia cả. Vâng, nhà bên đây à chị? Nhà đây. À, à. Ăn. Dạ, ha, đi bàn hả? Vâng, chị ơi, mình đánh cá là mình phải cỡ 1 giờ mới về hả anh ơi? Anh đi đánh cá là phải 1 giờ mới về hả? Đó, đó. À, có người họ về sáng, họ bán sáng chứ anh chồng? Vâng, đúng rồi. Vâng, nhà anh đây hả? Vâng, anh có mấy cháu? Nhỏ nhốt trong nhà nè, có gào nè, nó vô nó bắn chết luôn, hẹn mẹ đi cháu à. À, vậy ạ, vâng. Nước đồng hồ lên tới đây là nước đồng hồ lên là cứ lên hoài không ướt nữa là. À vâng, là ngày xưa là mình cứ mới đầu mình ở dưới kia xong mình cứ dần đấy. Về là mùa nước dâng là nó dâng không tới đây thì ăn chẳng, tách tới con đường này. Không tới à. Mình ở còn ở ngoài kia thì nó cũng không ngập như cái đường đó nước. Vâng. Vâng. Vâng, ở bên này vậy nó cái đồi cao hơn bến nôm nó di chuyển xa lắm anh ạ. Vâng. Đâu, cô nào mà muốn giới thiệu đâu? Hai cô đây là chồng lên cao hết rồi. Khó không? Dạ. Đâu? Dạ. Ở nhà chị đây này. À, ban nãy thì nhà chị có bé cháu à chị nhỉ? Ừ. Cháu bé nó mới bé à chị? À. Dạ, đăng lên TikTok, Facebook của hai người trên cho. Ồ, đấy, ừ. Đây, quý vị xem này, thế mà... cô này thì thấy độc thân rồi mà cô này thì chưa biết này. Ừ. Cô này trên đi lên nhìn luôn bàn thờ luôn. Có độc thân không? Chú chồng có phòng đúng chú? Xe. Ồ rồi lại kẹt xe nữa rồi. Cái xe này anh dắt xuống cái đường hẻm đây nè. Không ngày xưa. Không quay thở nhìn nè. Thở đi. Thở mấy tháng đấy con nhỉ? 2 tháng mấy. À 2 tháng mấy. Trông lớn nha. Trông lớn nha. Con để ý cái chừng đầu cháu nó mai mốt nó móp nha. Móp ơi. À đấy, để ý mình gối mình này á. Quay lên mới thỏ nó bị móp à. Ờ đấy, mình không quen mình cháu nó nằm bên quen cái là nó bị. Nói chứ. Mà nhiều cháu cũng bị méo mặt lắm. Bây giờ em bé là hay bị méo cằm, méo mặt đây nè. Ừ. Nhiều lắm. Tắm đêm nữa. Vâng, không để ý cái mai mốt cháu nó lớn là để ý lúc cười là thấy. Vậy là hai cô à hai nhà khác nhau mà nhỉ? Khác nhau hết, nhà nhỏ chứ khác nhau. Vâng. Vậy như con gái đây là mình đi chồng đi làm cá à chị nhỉ? Đa số làm cá ấy nhỉ? Hôm nay làm thuê không à? À. Thuê không đâu có đất đai gì đâu làm. À vậy á. Vâng. À vậy. Đâu còn cô nào độc thân thì giới thiệu lại đi. Dạ, không, hai người này. À. Người này ba người luôn. Ba người luôn đúng không?
đấy nhá, về các chị nói chứ không phải là giờ quay phim. Đăng lên đi rồi các ai tìm bạn rồi dắt vô đây. Rồi Quốc Phương. Các chị nói chứ không phải là quay phim nói nha. Sợ lỡ còn phim ông nào cũng rượt ông đánh chết. Ủa, cho nên. Ông sao dám nói vậy? Đấy cho nên là các chị nói chứ không phải quay phim nói. Ừ. Nha. Ba người luôn đúng không? Cả ông kia luôn phải không? Ba kia đó. Đâu? Ông kia bán đi làm gì gì? Đây, vậy là quay hai bà độc thân nhá. Bà độc thân đây là coi ông nào á là mai. Vậy. Ông kia thì không độc thân à ta? Độc thân luôn, vợ luôn. Đấy, vâng. Wow. Bà nào đấy? Đây là ông anh con cậu kêu bằng anh. Có anh em luôn. Dạ, dòng họ luôn. Vậy hiểu rồi. Rồi thôi chào các chị, chào anh này. Vâng. Cái gì ạ? Đây là vừa gặp các chị ăn rồi ở trong ngôi làng ở trong khu vực cây gáo đây đi quý vị. Đây là cũng nhận những người đồng bào Campuchia về cũng lâu rồi. Nhà cửa thì phía ngoài thì hy vọng là mai mốt sẽ là nhà có sổ đỏ, còn phía trong đấy cũng là nhà của khu bảo tồn Hồ Trị An đấy quý vị. Nhìn chung là cuộc sống ở nơi này thấy bà con cũng công ăn việc làm không có đều. Thì đây là một con đường khác để xuống bến thuyền ở khu vực cây gáo đây quý vị này. Mình sẽ xuống tham quan thử quý vị nhé. Theo Khánh được biết thì cá thì sẽ về buổi sáng sớm để bán ở chợ chị hoặc là người ta sẽ để dàn cá bán vào buổi chiều là 1 giờ trưa mới về. Thôi con đường này thì mình không xuống được rồi. Đây là những bao đất thôi quý vị ạ, để kè nước thôi. Con đường này xuống không đi được rồi, đất lở quá. Cái cổng người ta vàng xin đó đi xuống. Thấy chị đang ngồi trên bắn này, chị trên bắn đăng ký, chị đi bán dạo vòng đây. Vòng bắn này cũng ngon lắm. Bắn này nó có bột với cái gì chị nhỉ? Trứng đường. Vâng, gọi là bắn gì chị nhỉ? Em quên rồi ta. Bắn kẹp. Bắn kẹp đây quý vị xem này. Đấy. Làm bánh kẹp. Vâng, một ngày chị bán được bao nhiêu chị nhỉ? Nhiều. Một ngày bán được có 2 kg à. 2 kg bột. Vâng, là được cỡ 50 cái không chị nhỉ? 2 kg bột miết nó bán được lời được có 100 ngàn à. Lời có 100 thôi ạ? Đấy quý vị này. Nhà chị đây luôn á chị? Dạ, đây là bà già. Bà mất rồi. Bà mất rồi. Vâng. Bà mất luôn. Bà bố mẹ mất hết rồi đấy. Vậy chị ở với ai? Với anh em rồi. Vậy đấy. Lên là cháu nó không được bình thường đấy. Đúng rồi. Vâng. Hai đứa là. Vâng. Em gái. Vâng. Cái này đứa cháu. Vâng. Vâng. Đây, thôi em mua vậy em gửi chị 50 này, em lấy 10.000 em gửi chị 50 nhá. Lấy đổi số bánh. Thôi để chị bán nhá. Vì em biếu chị 200 của ân nhân này nhá. Chị cảm ơn anh nhiều nha. Vâng. Đấy, 200 của ân nhân bên nước ngoài. Dạ. Bên Pháp nhá. Dạ. Rồi. Anh nha. Vâng, dạ, dạ. Vậy chị nhá. Dạ. Dạ. 2 giờ sáng á? 2 giờ khuya á. Vậy á? Dạ. Từ 2 giờ tới giờ này á, giờ này là 10 giờ hơn rồi mới trên được bằng đó thôi. Dạ. Thôi, sao lâu với chị? 11 giờ khi tới 1 giờ mới xong. Xong mới đi bán. Đi đây quý vị này, chiên lâu lắm, bằng này mới có 10.000 mà một ngày chị lời 100 là chị bia 20 bịch như vậy. Vâng, mà bán phải gấp đôi, tức là phải bán 20 cái bịch như vậy này. Cực lắm anh ơi. Vâng, vậy từ 1-2 giờ sáng đấy. Chị nghèo quá này, hơi giúp chút quà của chị bên Pháp. Rồi đi. Dạ, không có gì chị. Dạ, dạ. Con đường thì trời quý vị ạ, muốn xuống cá thì quý vị xem thì đường rồi. Rồi mình đi ra đây. Thank you.
cái chẳng đẻ nhiều con vậy á. Vâng, đúng rồi, mà một đẻ được một hai con không ăn? Năm phải đẻ 4 con mình mới có ăn. Ờ, tại vì một con có mười mấy triệu mà chẳng. Không được nữa. À bây giờ không được nữa luôn à? Không được, có 90 triệu. À, 90 triệu. Ừ, ngày trước em nhớ là nó còn được phải nuôi 1 2 tuổi gì đấy nó được mười mấy triệu. 1 2 năm. Vâng. Không. Mỗi khi là cứ 2 năm là nếu mỗi năm năm cách 3 năm là bỏ nó có giá. Vâng. Bỏ có giá cứ con B đó, B là từ 15 20. À, B là ăn nuôi cỡ mấy tháng thì bán được à? Tùy theo, bây giờ rẻ quá chẳng muốn bán nữa. À không, ý nói ngày xưa ấy, ăn bản. Ngày xưa hả? Vâng. Đôi khi tôi nuôi đôi khi 2 năm. À. Đôi khi 3 năm. Ồ, 2 năm tức là mới bán được mười mấy triệu đấy. Còn bây giờ là không muốn bán rồi chứ rẻ. Không muốn quá. Bán rẻ quá, rẻ rẻ như ổi. Vậy. Ghê, bây giờ rớt giá bây giờ còn có 50, bây giờ tôi cũng để đôi. Đôi khi thật tôi nghèo nghèo chứ buồn buồn rồi tôi thịt con nó ăn. À, chán quá phải không? Vâng, chán quá ăn luôn. Ghét quá. Vâng. Mấy bố con đi chăm luôn đấy à? Ông cháu. Cháu. À, vâng. Ừ, đây con chèo gì? Con tôi lớn đấy à. À, vâng, cháu ngoại đấy. Cháu ngoại, cháu nội. Vâng, vậy ăn thả đấy mà cũng phải căn nó suốt ngày à hay sao? Không, bây giờ hết căn này tối rồi về thôi. À, vậy. Bây giờ nó thả buổi sáng nó ăn no rồi. À, bây giờ cỏ nhiều. Vâng. Có những lúc nước nó dâng lên hết đây thì ăn lấy ra chỗ đâu mà cho nó ăn? Để cắt. À, để cắt. Cắt mệt đấy nhỉ? Vâng. Nhiều vậy. Không, nói chung là cuộc sống tôi nghĩ rằng như tôi thì cái khổ người ta là sướng của mình. Không đấy, thực tế bởi vì mình quen khổ nhiều rồi. À vâng. Luôn làm thuê làm mướn ở đợ tôi biết hết rồi. À tức là bây giờ bung ra một cái chuyện mình làm thì mình làm ngày bao nhiêu có 4 tiếng đồng hồ, bây giờ cảm thấy mình sướng. À em hiểu. Là cái khổ người ta. Vâng. Sướng của mình. Tức là đối với ngày xưa cái thời đến đây hoàng ăn mình khó khăn. Rồi, bây giờ mình đâm ra bây giờ mình không nghĩ là cái khổ. Vâng. Vâng. Đấy bây giờ anh có vốn liếng mấy con bò vậy, rồi con cái nó lập gia đình hết rồi. Có gia đình hết rồi. Rồi mình chăm thì quanh quanh nhà. Vâng. Không thích thì mình đi cắt cỏ cho nó ăn. Dạ. Nếu mà mùa nước dâng ấy anh chàng. Dạ, nước dâng đi cắt cỏ nha. Vâng, anh có bao nhiêu con bò? Mà tôi mới bán đây là 8 con. À, bán 8 con luôn. 8 con. Vậy anh có về một buổi. Bây giờ còn có 16 con. Ồ vậy đấy. Vâng. Đây quý vị này. Vâng. Quý vị xem anh bảo anh có 16 con bò mà bò rẻ lắm đấy. Bò rẻ. Nhưng mà anh bảo là anh là so với người ta là người ta thích ăn khổ nhưng mà anh thích sướng nhỉ. Ừ. Đấy. Cái khổ của ta, sướng của mình. Ừ đấy. Tại vì ngày xưa anh quá vất vả hơn bây giờ. Vất vả. Thật vâng. Khổ trăm bề. Vâng, làm thuê tất làm cả muốn. Nguyên một cái huyện này thôi đúng không? À. Nguyên cái xã này nhà nào cũng làm mướn làm thuê hết. À, vậy đấy. Cái nguyên cái cây gáo luôn. Vâng, đấy. Vâng. Ừ, bây giờ ăn gọi là ăn thấy ăn ổn định rồi, sướng vâng. Rồi. Ôi, nói chung nó cũng đỡ hơn, vất vả hơn, đỡ hơn xưa xíu thôi. Ừ. Vâng. Nhưng mà chắc là bây giờ là ăn không có thuộc dạng là mình phải đói nữa, thiếu vâng. Ăn nữa. Có nghĩa chỉ là chất chiêu thôi. Cũng là vừa đủ ăn. Vâng. Đấy, vừa đủ ăn. Không đến nỗi phải thiếu ăn. Ê. Chứ không có dư. Vâng, không phải là dư giả gì đâu, vâng. Nhưng mà mình không có thiếu thốn quá. Vâng. Không thiếu thốn quá nữa. Nhưng mà có nghĩa là nó đỡ hơn xưa. Vâng. Thực tế là... Chú tên gì? Cân chú người Việt Nam con nhá. Ừ. Chú ngoài Gia Kiệm. Vâng. Vâng, đấy. Quý vị xem ăn này. Nhưng mà có thể một số cha bác ở bên nước ngoài thấy là ăn sướng. Vâng. Vậy nước ngoài đi làm ghê lắm anh ạ. Vâng. Nước ngoài có được. Tiền dư đấy em, em làm mướn ở cái Campuchia nữa. Ờ à, đấy. Rồi lên Lâm Đồng. Ừ. Làm mướn tôi ở tháng người ta. Ừ. Một tháng là cách đây là 6 năm nay là tôi ừ. Làm tháng một tháng tháng trả tôi được có 3 triệu bạc. Ờ. À tức là tức là mới cách đây có 6 năm nay là anh vẫn đang đi làm mướn đấy. Vâng, 6 năm nay tôi vẫn đang làm mướn. À, chỉ có bây giờ nó đỡ rồi đấy. Đỡ. Vâng. Bây giờ tôi nghĩ nói chung tôi không làm mướn ai, tôi nhà chăn nuôi để mua vé chai. À. Ngày kiếm sống qua ngày vậy. Vâng, có chị phụ ăn không? Có hai vợ chồng. Ờ, chị và mẹ trai đấy. Vâng. Vâng. Ăn phụ không, vào. Đó, hai vợ chồng là nuôi mấy cháu nội cháu ngoại. À, vâng. Chú tên là người Việt Nam. À, người Việt Nam con nhé. Em lên YouTube em. Vâng. Như thực tế tôi là... Đây, đây. À, cái đồi ăn đây nước nó dâng là nó dâng hết cái đám cỏ này thôi. Vâng, ngập hết. À, ngập hết luôn. Luôn. Vâng. Cái này là nhà nó nước vào cái chân móng thôi. Vâng, đúng rồi. Thế là mình di tản đến lúc mà năm nào nó chỉ tới đó là nó thôi đấy. Vâng, vâng. Vâng. Đây, cháu kia là cháu nội hay cháu ngoại đây? Cháu ngoại đấy. Cháu vậy đứa đó. Vâng. Mua... Vâng. Thôi vậy mừng cháu ăn. Vâng. Tại vì bữa nào này có dịp nào ghé gia đình chơi. Vâng, biết ăn ở đây hỏi thăm dễ rồi. Nói chung thì cái vật chất thì nó có nhưng mà tình cảm nó rộng. Vâng, không dễ chịu, cảm ơn anh nhiều ấy. Vâng, vâng. Vâng, kệ nó mình gặp nhau vui vẻ tí cho nó có dạ. Cuộc sống nó dễ chịu. Vâng. Vâng. Nói chung cuộc sống vậy thôi. Vâng.
À, là bây giờ anh về anh lo việc nhà, ve vâng. chai này kia rồi. Vâng. Lúc nào ngó bò dạ. thôi. Bây giờ là không có ngó nữa thôi. Vâng. Cây bắt đầu dở lên thôi. Vâng. Bắt đầu ăn cơm xong là đi mua nhôm nhựa. À, vậy đấy. Vâng, vâng chào anh đi cháu vâng. nha, về lưới này. Vâng, chào anh nhé. Vâng, dạ. Hay quá, quý vị này. Đang là tính về gần 11 giờ rồi. Hình như là có anh chị đi đánh cá về. Vì anh chị đánh được nhiều cá không, mình xem thử nhé. Mấy bảo hết đi, mình luôn. Đây. À, bây giờ tuy về sớm rồi, bán chiều cho nên cỡ 1-2 giờ mới bán anh chẳng. Anh chị đánh cá phi được cỡ 7 kg đến 10 kg gì đấy quý vị ạ. Cá phi cũng to. Anh chị để đây để chiều mới đưa lên. Ở bên bến Nôm là giờ này là phải bán rồi. Và giờ này là phải lên bờ bán hết rồi. Cái thuyền mới quá, ăn và ăn đóng hết có 6-7 triệu. Giờ này thì cũng hơn 12 giờ. Một số người dân đi đánh cá đã về. Khu vực đánh cá ở đây thì quý vị thấy cũng không có nhiều như là bến Nôm, nhưng mà vẫn có những người đánh cá. Và đây cũng là ngôi khu vực ven hồ Trị An luôn. Ở đây thì khu vực này khán thấy khu vực nhà bà cụ đây có tới hơn 10 người con. Và con cái sau giờ làm việc đánh cá buổi đêm, buổi sáng, bây giờ về tới giờ nghỉ ngơi, mọi người ngồi đây nói chuyện cùng với làng xóm thì cảm thấy cũng có sự thân thiện lắm. Đâu chồng con đâu? Không phải anh này à? Anh bảy tôi được lên YouTube của Cam Kỳ nữ quay tan gì lên luôn. Đấy. Đây xóm đây là xóm các cô đang nhậu trái cây. Còn xóm bên kia là nhậu nước chè. Thì mình cứ nói nhậu đi cho vui nhỉ. À đi làm chuối mô đấy á. À mà mấy này là thất nghiệp rồi đúng không? Giờ có việc làm đâu. Đúng rồi. Cái nãy chúng gặp mấy cô bên kia cũng làm chuối thất nghiệp. Ít, bây giờ có mà ít. Đâu này là chồng của ai ta? Ai ăn luôn á. Vậy là Khánh xin được kết thúc phần phim về ngôi làng cây gáo ở đây. Khánh cảm ơn tất cả quý ông bà, cô bác và quý anh chị em đã xem phim. Chúc quý vị luôn có những phút giây thư giãn, yên bình, vui vẻ. Khánh xin chào ạ.